Mỹ Nhật xin chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, nhôm là một vật liệu rất quen thuộc, nó hầu như xuất hiện trong mọi ngôi nhà. Có thể là một vật gia dụng, một yếu tố cấu thành nên kiến trúc hoặc là nội thất. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu rõ hơn về vật liệu nhôm trong thiết kế kiến trúc hiện đại. Nhôm là kim loại phổ biến nhất trong vỏ trái đất. Tỷ trọng riêng của nhôm chỉ khoảng 1/3 sắt hay đồng. Nhôm rất mềm, dễ uốn và dễ dàng gia công. Nó có khả năng chống ăn mòn và bền vững do lớp oxit bảo vệ. Nhôm cũng không nhiễm từ và không chảy khi để ở ngoài không khí ở điều kiện thông thường. Các thành phần cấu trúc được làm từ nhôm và hộp kim của nhôm rất hữu dụng trong ngành công nghiệp hàng không vũ trụ, các lĩnh vực khác như giao thông vận tải và vật liệu cấu trúc. Nhôm còn được ứng dụng vào rất nhiều sản phẩm gia dụng, các thiết bị bếp cao cấp, các sản phẩm gia dụng, đồ đạc nội thất. Với các đặc tính ưu việt của mình, nhôm ngày càng được ứng dụng nhiều hơn trong các công trình kiến trúc hiện đại. Thưa quý vị, qua đoạn clip vừa rồi, chúng ta đã có thêm nhiều thông tin cơ bản về nhôm. Nhưng mà trong chương trình ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ứng dụng của nhôm trong kiến trúc và nội thất. Xin mời quý vị cùng trò chuyện với vị khách mời của chương trình, đó chính là kiến trúc sư Phạm Thanh Truyền. Xin chào anh. Anh có thể cho biết là người ta vận dụng nhôm trong kiến trúc và nội thất như thế nào ạ? Đầu tiên chúng ta phải hình dung lại cái đặc tính của cái vật liệu nhôm trước rồi đã. Đó một loại kim loại rất là nhẹ. Và đặc thù của nó là khi mà nó đi ra ngoài không khí nó bị oxy hóa, nó tạo thành một cái lớp màng mà hồi xưa chúng ta học là hay gọi là oxit nhôm á. Thì chính cái bản thân cái bề mặt đó nó xích chặt vào những lớp bên trong, nó vô tình nó tạo nên một lớp bảo vệ rất là tốt cho nhôm. Nên chính vì cái yếu tố thứ nhất là nhẹ, thứ hai là có thể không bị bào mòn bởi những yếu tố thiên nhiên bình thường, thứ ba nữa là có tạo dáng kiến trúc tốt. Cho nên bây giờ chúng ta thấy hiện diện gần như trong tất cả các công trình vì nó được ứng dụng rất nhiều trong kiến trúc từ ngoại thất cũng như trong nội thất. Chúng ta cũng biết là trong thiết kế thì cái tính thẩm mỹ là một yếu tố rất là quan trọng. Cho nên cái việc kết hợp giữa các vật liệu khác nhau để tạo nên một tổng thể hài hòa là một cái điều chúng ta cũng cần phải cân nhắc. Vậy thì nhôm có thể kết hợp với các vật liệu nào khác ạ? Thông thường thì bản thân nhôm nếu một mình nó không á thì nó có thể tạo những cái piano hay những cái mảng trang trí lớn trong cái công trình kiến trúc đó được. Tuy nhiên thì cái sự kết hợp giữa nhôm với các vật liệu khác á, thì chúng ta vẫn thường thấy ví dụ như nhôm là với kính là được phổ biến nhiều nhất. Có thể vì là cái đặc tính vật lý của hai cái loại vật liệu này tương thích với nhau trong cái sự giãn nở của nó, trong cái vấn đề kết hợp về yếu tố thẩm mỹ, cho nên là nó được ứng dụng rất nhiều. Hơn thế nữa là tôi nghĩ là nếu về bề mặt yếu tố phong thủy á, thẩm mỹ của phong thủy á, thì nhôm và kính nó là hai cái mạng tương sinh với nhau. Kính thì là mạng thổ, nhôm là mạng kim. Mà chúng ta biết là thổ sinh kim mà hai mạng rất là tương thích với nhau, cho nên khi mà nó kết hợp thì nó vừa cảm giác hài hòa về yếu tố thẩm mỹ, vừa cảm giác hài hòa về yếu tố phong thủy nữa. Cho nên là nhôm và kính thì được ứng dụng tương đối nhiều nhất. Kế theo đó thì nhôm nó có thể ứng dụng với gỗ. Gần đây thì có một số hãng nổi tiếng trên thế giới mà sản xuất về cửa chẳng hạn, họ đã biết cách kết hợp dùng gỗ và kết hợp với màng phủ nhôm để tăng cái độ bền cho cái cửa gỗ đó. Nếu như mà không có cái lớp nhôm bên ngoài thì cái cửa gỗ cái tuổi thọ nó sẽ ngắn hơn. Nhìn chung thì trong công trình kiến trúc cái loại vật liệu mà để kết hợp với nhôm đó vẫn là kính, kế đến là gỗ. Và trong các công trình nhà ở thì nhôm được vận dụng như thế nào ạ? Phân loại về nhôm thì có hai dạng là nhôm thanh và nhôm tấm. Còn đưa vô trong một cái công trình thì chúng ta lại phân loại ra là nhôm ngoại thất và nhôm nội thất. Thì tùy theo cái yêu cầu của công trình đó như thế nào thì người ta có thể sản xuất cái loại nhôm phù hợp, cái kiểu dáng, màu sắc cũng như chất liệu cũng như cái độ bền của nó để phù hợp với từng cái công năng mà mình sẽ sử dụng sau này. Cái loại nhôm tấm như các bạn thấy thì các công trình hiện đại hiện nay họ tay hay ốp những cái tấm nhôm bên ngoài mặt tiền á, có thể làm đẹp cái ngoại thất của công trình lên. Và vì nó tính nó đa dạng, có thể phối màu được, sơn phủ màu lên được, có thể tạo dáng được, cho nên về cái mặt ứng dụng cái công trình kiến trúc nó tương đối là phong phú. Cái loại thứ hai đó là loại nhôm thanh. Nhôm thanh thì chúng ta cũng thường thấy tại ứng dụng để làm trong công trình nội thất, chẳng hạn như làm các cái tủ kệ, quầy kệ, các mảng trang trí, hoặc là làm những cái thanh lam tạo thành những cái mảng lam che chắn nắng bên ngoài, hay là trang trí bên trong, hoặc là thậm chí có những nơi họ ứng dụng để làm cái mái nhà luôn, cái mái lợp của một cái mái nhà. Có thể nhận ra rất nhiều ứng dụng của nhôm trong các công trình hiện đại ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhôm kết hợp với kính tạo nên vẻ hiện đại cho kiến trúc của các tòa nhà cao tầng, các cao ốc văn phòng hoặc các chung cư cao cấp. Nhôm thay cho các lam gỗ che nắng mặt tiền và tạo vẻ khỏe mạnh cho các ngôi nhà phố. Nhôm góp phần vào hiệu quả thẩm mỹ của ngôi nhà khi kết hợp với ánh sáng từ lỗ thông tầng. Như ở ngôi nhà phố này, nhôm cũng trở thành vật liệu hoàn thiện cho gian bếp để mang lại vẻ trẻ trung, năng động cho gian bếp đương đại.
ở các văn phòng. Nhôm có thể là hệ khung xương cho các vách ngăn nhẹ. Và khi chúng ta sử dụng những vật liệu bằng nhôm thì cần lưu ý điều gì để đảm bảo được cái tính lâu bền cho công trình cũng như là cái mức độ an toàn cho người sử dụng? Để làm phá hỏng cái vật liệu nhôm thì nó có thể chúng ta phân loại ra làm hai, một tác nhân vật lý và tác nhân hóa học. Tác nhân vật lý ví dụ chúng ta lấy búa chúng ta đập vô chẳng hạn, hay là con nít nó lấy cục đá nó gạch nó vẽ, hay là vật nặng vô tình rớt vào. Còn tác nhân hóa học thì ví dụ như là axit hay là các cái chất ăn mòn. Về cái mặt an toàn thì mình nghĩ có thể có hai yếu tố thôi: khả năng chịu lực và cái sắc cạnh của cái vật liệu đó. Loại vật liệu nhôm đó mà các bạn dùng để che chắn làm hành lang an toàn chẳng hạn, cụ thể như những cái lan can trên cao chẳng hạn, thì chúng ta phải tính toán làm sao cái độ chịu lực nó đủ để chịu lực, không quá mỏng. Có thể là nó đáp ứng cái yêu cầu kiến trúc đường nét thanh mảnh đẹp hay gì đó, nhưng mà về cái cấu kiện của nó bắt buộc nó phải chịu lực tốt. Và khi chúng ta phải chế tác và gia công á, thì đương nhiên khi mà sản phẩm hoàn thiện á, làm sao cái bề mặt nó phải trơn nhẵn, các góc phải được bo cạnh đàng hoàng, không để sắc cạnh thì nó sẽ gây nguy hiểm cho người sử dụng. Mỹ Nhật cũng được biết là sắt và nhôm là hai cái vật liệu được sử dụng nhiều nhất trong quá trình xây dựng. Vậy thì cái sự vận dụng hai vật liệu này nó có gì khác nhau không anh? Tùy theo cái mục tiêu sử dụng của từng cái thể loại cái nội thất hay kiến trúc hay cái chi tiết nào hay là bộ phận nào trong công trình đó mà chúng ta dùng nhôm hay là sắt nó phù hợp. Ví dụ như một cái tấm nhôm á, thì người ta có thể ốp, tạo ra một tấm nhôm để người ta ốp mặt tiền được. Chứ nếu như làm một tấm sắt mà giống như cái kích thước như thế thì không thể nào, hoặc là rất là khó khăn vì tải trọng rất là nặng. Thế là khi đưa ra ngoài bên ngoài môi trường bên ngoài thì cái sự oxy hóa của sắt rất là nhanh, mà chúng ta phải bắt buộc phải sơn bảo vệ nó, phải có những biện pháp bảo dưỡng nó thường xuyên. Cho nên khi mà chúng ta ứng dụng nhôm hoặc sắt vào ở đâu đó trong công trình thì chúng ta hãy quan sát và xem xét hết tất cả những yếu tố khách quan tác động đến cái vật liệu đó ngay chỗ môi trường đó, ngay vị trí đó, ở tại công trình đó. Cụ thể thì nhôm ở trong kiến trúc thì chúng ta yên tâm về cái mặt mà có thể bị oxy hóa. Nhưng sắt thì thông thường thì cái lịch bảo dưỡng nó phải dày hơn, chúng ta phải có một cái chế độ chăm sóc nó kỹ càng hơn. Nói chung mình nói là sắt nó khó tính hơn chút xíu. Tuy nhiên thì người ta vẫn ứng dụng sắt ở một số vị trí. Ví dụ như sắt nó có một ưu điểm hơn là có thể là sơn nhiều màu được, mình chủ động mình sơn được mà không phải đi đem vô xưởng. Còn với nhôm mà chúng ta muốn sơn thì nó phải có một cái quy trình sơn của nó khắc khe hơn một chút. Cho nên là khi mà ứng dụng thì tùy vào cái mục đích của mình, tùy vào công năng trong cái công trình kiến trúc mình mong muốn đạt về vấn đề gì thì mình sẽ lựa chọn nhôm hay sắt nó phù hợp hơn. Xin cảm ơn kiến trúc sư Phạm Thanh Truyền đã mang đến cho chương trình những thông tin rất là thú vị ngày hôm nay. Cửa sổ nhôm kết hợp với kính là một ứng dụng phổ biến hiện nay. Để có một sản phẩm hoàn thiện phải trải qua nhiều công đoạn. Các thanh nhôm nguyên liệu được đưa từ nhà máy về xưởng gia công, được cắt theo quy chuẩn riêng thiết kế theo từng công trình cụ thể, sau đó được ép khung, lắp ráp, kết hợp với kính để tạo thành một sản phẩm hoàn thiện, sẵn sàng xuất xưởng để đi vào sử dụng trong một ngôi nhà. Quý vị khán giả thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu rất là nhiều thông tin về nhôm, cũng như là việc ứng dụng của vật liệu nhôm trong thiết kế kiến trúc và nội thất. Mỹ Nhật hy vọng rằng qua những thông tin này thì quý vị đã tự tin hơn khi mà lựa chọn vật liệu nhôm để xây dựng, cũng như là lựa chọn những sản phẩm được làm từ nhôm để sử dụng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.